Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Thanh lại đến mọi người một video rất là tuyệt vời. Video này giúp cho mọi người giải đáp một cho mọi người một thắc mắc mà từ trước đến giờ nhiều bạn vẫn bị mắc phải, và kể cả những bạn đã là đại lý bán ADM vẫn bị mắc phải cái điều này. Và kể cả Thanh cũng bị mắc phải một cái điều này. Và có một cái tư tưởng gọi là vẫn nghĩ có một cái điều này. Thanh sẽ giải đáp cho mọi người biết cái chủ đề chính của ngày hôm nay là gì. ADM, liệu ADM có cây dành cho 2-3 máy hay không, hoặc có nhiều hay nhiều máy hay không. Đây, thì Thanh đã hỏi nhà sản xuất, đây là đầu ngũ hỗ trợ của ADM. Tôi muốn mua cây dành cho nhiều máy thì phải làm như thế nào? Thì nhà đầu tiên, nhà sản xuất ADM, người ta hỏi là bạn muốn có quyền bán ADM hay không. Thì mình cái câu trả lời này, hỏi này người nhà sản xuất đã hỏi tôi trước đó rồi, chắc là họ quên nên hỏi lại tôi. Thì tôi mới hỏi lại là tôi muốn mua cây dành cho nhiều máy, bạn quên tôi là sao, tôi đã mua 20 cây cho ở bên dưới phía bạn mà. Thì ADM là mới gửi đường link mua cây cho tôi nè. Tiếp tục là có, liệu có một cái cây ADM dành cho nhiều máy hay không. Đây, câu này mới câu quan trọng này. Liệu có cây ADM dành cho nhiều máy hay không. Thì là ADM trả lời giúp cho tôi là không có cây, chỉ có cây ADM dành cho một máy. Đây, đây là cái câu này, là chỉ có cây ADM dành cho một máy, chỉ dành cho một máy tính. Thì tôi mới hỏi là mình thấy trên mạng rao bán rất nhiều cây, bạn xem ảnh. Đây, em mà nó có một cái ảnh rất là một cái trong web của nó có ảnh là cây trọn đời dành cho hai và nhiều máy. Đây tí nữa mình sẽ kiểm chứng lại cái đó. Thì nó trả lời xin chào, đây là giá mỗi giấy phép cho hai nhiều gói giấy phép, nhưng mỗi giấy phép chỉ dành cho một máy tính. À, tức là khi người ta bán cho bạn, ví dụ bạn mua cây dành cho 2-3 máy đi, thì người ta sẽ bán cho bạn là 2 cây hoặc 3 cây. Nếu dùng cho 3 máy thì 3 cây, chứ không phải là 1 cây dùng cho 2-3 máy. Và nhiều bạn vẫn bị lỗi, vẫn bị nhầm lẫn chỗ đó. Đây. Và chính bản thân mình vẫn bị nhầm lẫn chỗ này. Tức là cứ nghĩ là ADM có cây dành cho 2-3 máy, nhưng mà thực chất là không phải mọi người. Người lưu ý là đây là không phải. ADM không giải thích rõ ràng cho các bạn ở chỗ này. Đây, cây 1 năm dành cho hơi nhiều máy. Đây, chúng ta tiếp tục cho đây. Đây, các bạn nhìn đây. Ví dụ, giá là 228.000 đồng Việt Nam đồng. Nếu mà 2 máy là 456, ví dụ 3 máy thì sẽ là 684. Đây, tức là cái cây này khi bạn mua dùng cho 3 máy thì bạn sẽ có 3 cái cây riêng biệt, chứ không phải là một cây dành chung, một cây dùng cho 3 máy. Người ta sẽ gửi cho bạn 3 cây riêng biệt. Đó là một điều đã gây ra những cái chết cây, những cái fake cây rất là nhiều. Và đó là một điều mà trên mạng nhiều bạn bán cái cây rất rẻ, rất rẻ so với giá chính của ADM. Nên những cái cây đó là chắc chắn là cây fake, thì mọi người cần phải lưu ý để tránh bị nhầm lẫn. Chỉ có duy nhất ADM chỉ bán duy nhất
Một loại cây đó là cây dành cho một máy duy nhất. Không có trường hợp ARM bán cây cho nhiều máy. Và bản thân nhiều bạn mua cây ở mình, mua cây đã bị nhầm lẫn, cho rằng ARM bán cho cây cho nhiều máy. Đây, mình có một bạn hỏi hỏi mình là có bán cây ARM cho nhiều máy hay không. Đây, có nhiều bạn hỏi như mình đây, có một bạn hỏi và bản thân bạn đó là muốn mua có nhiều máy mà muốn mua nhiều cây để tiện chứ không dùng một cây. Để mình có trả lời cho bạn, mình có hỏi bên công ty này chỉ có cây mời dành cho một máy thôi, mình hỏi tức là mình hỏi bạn, bạn hỏi nè. Mình muốn mua cây ADM vĩnh viễn dùng cho không giới hạn máy. Điều đó là không thể mọi người. Mình nói là không có cây, không giới hạn máy. Bạn ơi, chỉ có cây dùng cho... Lúc đầu mình vẫn bị sai lầm cho đây nè. Mình có cây dùng cho về máy là mình đúng rồi. Vậy tối đa là máy máy bạn. Hiện tại có cây vĩnh viễn một máy và cây một năm cho một máy. Bây giờ mình đổi máy thì sao? Thì nó sẽ bị khóa cây. Cây một máy giá 450. Cây hai máy giá 1 triệu. Mình cũng hiểu lầm, lúc đầu mình cũng cũng nhầm chỗ này. Sau này phải rủi ro bọn nhỉ, là máy có mắc cây. Thì mình hiểu mà, mình nhiều, nhiều dùng nhiều máy, tức là bạn này nhu cầu muốn mua một cây cho nhiều máy. Nhưng mà mình đã hỏi ADM và ADM người ta đã trả lời là không có cây cho nhiều máy. Nhưng mà bạn này cuối cùng bạn là không mua. Rất tiếc. Một bạn rất tiếc Việt Anh là đúng không? Bạn là không mua. Nên tóm lại là làm video này mọi người cần lưu, để giúp cho mọi người làm rõ một lý do là vì sao nhiều bạn vẫn bị lỗi cây khi dùng ADM. Và giải quyết cái nỗi oan của ADM là nhiều bạn vẫn bị lỗi cây, hoặc là cây bạn bị thông báo lỗi fake là do các bạn đã dùng quá một máy khi sử dụng cây đó. Dùng cây đó kích hoạt từ 2 máy trở lên thì tất nhiên bạn sẽ bị lỗi cây ngay. Đó là một điều thành lưu ý khi bạn sử dụng ADM. Hiện tại ADM vẫn chỉ là ở phiên bản 641 build 2. Nếu có phiên bản mới, Thanh sẽ update ngay lập tức cho mọi người và sẽ thông báo những cái gì mới trong phiên bản mới tiếp theo của ADM. Và Thanh vẫn là nơi uy tín nhất để mọi người có thể tin tưởng và mua cây ADM bản quyền trọn đời hoặc là 1 năm. Hiện tại Thanh đang sử dụng cây bản quyền trọn đời của ADM và Thanh đang sống trong một cảm giác rất là tuyệt vời vì cây này rất là ngon mọi người, rất là tuyệt vời luôn. Và để mua cây ADM thì mọi người có thể ghé thăm fanpage của Thanh nào mọi người. Fanpage của Thanh đây, Trần Thế Thanh 0983 982 514. Fanpage của Thanh này, fanpage này là nơi đã mọi người có thể chat với Thanh và Thanh sẽ gửi cây cho mọi người ngay khi mọi người đồng ý với những cái giá cả mà Thanh gửi. Đặc biệt giá của Thanh kèm thêm một cái gói rất là đặc biệt nếu bạn có nhu cầu nha mọi người. Gói rất đặc biệt thôi mà chỉ có Thanh mới có. Được chia sẻ kinh nghiệm sử dụng máy tính sao cho bình lâu này, được chia sẻ kinh nghiệm cài đặt website của Red này, và được tư vấn sử dụng phần mềm, được chia sẻ kinh nghiệm sống an nhiên tự tại với Xtrest. Những cái đại ưu đãi này là chỉ có Thanh khi mà mua ADM, chỉ có ở chỗ Thanh mới có được khuyến mãi đặc biệt này thôi mọi người. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay. Là Thanh cũng hơi không đảm bảo về sức khỏe lắm đây nha,
giọng nó không được rõ. Rất mong mọi người thông cảm và rất mong mọi người sẽ nhấn nút like, đăng ký kênh, ủng hộ Thành để Thành ra những video ok hơn, chất lượng hơn. Một nữa xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào mọi người. Goodbye, see you again.